anh Hiển là ông già, lúc đó tôi đi như vậy, đúng không Thúy Hằng? Thưa tất cả bà con cô bác ở đây, tôi tên là Bùi Văn Hiển, tôi là lấy người chị, thầy dâu lấy của em 30 năm rồi, tức là tình thân như anh em của mình. Nhưng mà nói thật, thầy cho làm cái máy đó cho máy, tôi không tin, bà xã tôi không tin. Tôi nói cái điều này, trong này có bạn bè tôi nhiều người làm chung chợ cũng như là đi tour du lịch Âu Châu kìa rồi đó, bạn tôi làm chung giơ tay kìa. Còn có Thiên Nga ngồi thế nào cũng Thiên Nga Thiên Nga bay Thiên Nga ngồi thế nào đó. Thì tôi mới đi tour du lịch Âu Châu với Thiên Nga trong cái nhóm sinh viên khoa học đó. Thì Thiên Nga nói với tôi nè, anh Hiển là ông già, lúc đó tôi đi như vậy, đúng không Thiên Nga? Đúng không Phú? Cái này không phải còn ngồi. Tôi nói để cái này làm điểm biết mà cô ấy còn ngồi nữa. Thì Thiên Nga nói anh Hiển giống như ông già, mà tôi quen Thiên Nga này không phải 30 mấy năm ở trong cô bị sốt là chắc ở đây về là mới nói vô bị sốt đến thì sốt quen. Nhưng mà ngày hôm qua khi tới đây á, tôi không ngờ có Thiên Nga cũng như Phú ngồi đây sẵn. Tôi vô tôi đi cặp cặp như vậy này, cái Thiên Nga mà hỏi ủa anh Hiển sao vậy, nói sao không gì, lúc đó tôi quên mất rồi, cái chân sao bên đây sao vậy? À, hết rồi, mới sao hết. Nói thiệt, tối hôm qua tức là tối thứ sáu, lúc đó mới rước thầy Châu ở phi trường về tới nhà, thầy Châu thấy tụi nó nằm xuống tôi làm giọng con. Tôi nói thật trong lòng nha, tôi nằm xuống tôi không tin, nằm thì nằm dậy chứ uống bấm hồi tôi què hơn sao. Tôi nói thật lòng trước mặt của thằng cái gì trước mặt của Đức Phật, tôi nói đó. Nhưng mà khi thầy Châu nằm thì tôi nằm xuống thầy Châu làm. À, trước đó anh Thái có lại, Thái có lại trước, trước qua bữa trước nữa. Về lúc đó làm nữa không có bà xã tôi về làm rồi á, tôi về nhà tôi biểu diễn bà xã luôn, hay quá. Rồi qua hôm sau á, thầy Châu tới nó làm lần nữa, mà lúc thầy Châu anh Thái làm tôi mới về biểu diễn. Tôi không khóc, mà trước mặt cũng mấy có mấy chị phụ nữ ngồi nhà tôi cũng nhắm khóc mà nước mắt cũng chảy, cũng đau không thấy thương luôn. Đầu gối không phải chồng đâu, đụng như này bấm như con chân tôi đọc không tới tưởng. Mà thiệt ra tiếng Anh nó có một câu là no pain no gain, không đau không tưởng ai chiến đấu không hề thất bại, ai cũng không nên có một lần. Tôi nói thiệt với quý vị bữa nay, tôi khẩu phục tâm phục, vì tôi tin tôi sẽ nói mẹ mà khẩu trang bà xã tôi thì vui nhưng mà tôi buồn. Các anh chị bà con biết tại sao tôi buồn không? Từ đây thì sao tôi phải lau nhà phụ hết coi đó. Tôi đã xây dựng 2 năm rồi. Tôi thấy như thế tôi cũng được muôn ra thì có trò được làm. What can I do? Tôi vô tôi đi cặp cặp như thế này. Cái thứ hai mà hỏi ủa anh Hiển sao vậy? Mất sao không vậy, lúc đó tôi quên mất rồi, cái chân sao bên đây sao vậy? À, hết rồi, mới sao hết. Nói thiệt, tối hôm qua Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811 258.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.